Xin chào bạn, tôi là Phạm Thành Biên. Hôm nay tôi gặp bạn ở video clip này có một câu hỏi mà tôi đã hỏi mình cách đây 10 năm trước. Và hôm nay tôi lại muốn dành câu hỏi đó dành tặng bạn. Một câu hỏi vô cùng thú vị là tại sao bạn vẫn còn đang làm công việc hiện tại? Vâng, tại sao chúng ta vẫn còn đang làm công việc hiện tại? Nào, câu trả lời của bạn là gì? Nếu như công việc hiện tại của bạn mà giúp cho bạn tự do không? Công việc hiện tại của bạn có giúp cho bạn hạnh phúc không? Cái công việc hiện tại bạn đang làm có tạo cho bạn niềm vui mỗi ngày không? Công việc hiện tại của bạn có giúp cho bạn thịnh vượng, tự do tài chính trong tương lai không? Vâng, nếu câu hỏi là có thì Phạm Thành Biên xin chúc mừng bạn. Còn nếu câu trả lời là không thì tại sao bạn vẫn đang làm công việc hiện tại? Vâng, hãy thức tỉnh ngay đi. Tại sao đến bây giờ rồi bạn vẫn còn làm công việc hiện tại? Công việc hiện tại đó không cho bạn tự do, không cho bạn hạnh phúc, không cho bạn niềm vui. Nó là một công việc vô cùng nhàm chán. Thế vậy tại sao bạn còn làm công việc hiện tại? Vâng, tại sao? Nào, câu trả lời của bạn đi nào. Vâng, nếu như câu trả lời của bạn là công việc hiện tại của bạn không cho bạn những cái niềm vui như vậy, không cho bạn niềm sung sướng như vậy, không cho bạn hạnh phúc như vậy, thì hôm nay là ngày vô cùng tuyệt vời để bạn thay đổi chính mình, thay đổi cuộc sống của mình. Tìm cho mình những cơ hội mới đi. Tìm cho mình những cơ hội để thay đổi cuộc sống, kiến tạo cho mình một cái niềm vui, kiến tạo cho mình những tự do thịnh vượng trong tương lai. Vâng, phải thay đổi ngay. Hôm nay là ngày vô cùng tuyệt vời. Hôm nay là cơ hội để cho bạn đó. Hôm nay là ngày vô cùng tuyệt vời để cho bạn thức tỉnh, cho bạn thay đổi chính mình đó. Vâng, và ở trong tất cả những clip của Phạm Thành Biên chia sẻ có những lần trước thì có những công thức, có những cách làm giúp cho bạn có thể vui vẻ trong cuộc sống mà vẫn tạo cho mình những cái kênh có thể kiếm được tiền, tự do thời gian, tự do về mặt tiền bạc và vô cùng happy, vô cùng hạnh phúc và vô cùng tuyệt vời, tạo thành một cuộc sống mà bạn mong ước. Vâng, hãy tìm các đường link ở phía dưới. Phạm Thành Biên sẽ gặp bạn ở trong các clip tiếp theo để giúp bạn có thể chia sẻ những cái trải nghiệm của bản thân, giúp bạn có thể kiến tạo cho mình một cuộc sống thịnh vượng, giúp cho bạn có một cuộc sống như bạn hằng mong ước. Vâng, Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip tiếp theo.